Chào mừng mọi người đến lại với kênh của Hiển nha. Hôm nay mình có cái thằng review của mình, thằng lính của mình review cho khán giả xem là bữa nay Hiển xuống dưới vườn của Khánh đó, chợ ôn mình nè các bạn. Cái nhà này 4 tháng rồi nha. Giờ bắt đầu nó có hiện tượng là nó ấy này nè ha. Nó bỏ trái đồng sinh này nè, đẹp các bạn nha. Màu 4 tháng mấy là màu chuẩn nha, giờ chuẩn rồi nè. Cái này thì được sử dụng 2 lần bột nè Hiển nha. Ồ quên. Rồi đó luôn rồi. Hiển nhập từ Thái về nha. Mua ủng hộ cho ông bạn bên Thái không em có nói. Hôm nay thì cái đụng nhãn này là cái màu chuẩn cái vỏ dày các bạn nha. Mà thấy nó sần không? Nó sần vỏ nè, là cái vỏ dày nha. Cái bột mà chuyên gia để làm cho trái nhãn của mình nó sần vỏ, và thứ hai là trái nó giữ màu xanh tốt nha. Và bột bên Thái này mua mà 10 ký ủng hộ nha. Đi mình đây. Bây giờ đi chung Hiển nha, quay cái giặt bao giặt trong kia thôi, không có chỗ đi. Mà các bạn thấy đi cái dùng nhãn liệt địa vậy nè. Thì bữa nay Hiển xuống chợ ôn nha, Hiển quay cho các bạn xem chó nhiều nha, quá trời rồi nè, chỗ cây chỗ dây quá trời rồi nè, gục đầu rồi. Cái màu thì ok nha, này cái màu là còn xanh nè, rất là ok các bạn nha. Đi mình đây, để con. Thì cái vườn này thì cái quy trình đánh trái là của Khánh nha, còn mình can thiệp cái thời điểm là nó đã ra bông và xử lá me nha. Thì bây giờ thì Hiển nó ngồi tức thời điểm này, phân thì cũng đi bình thường thôi, ở đâu có bán phân gì thì mua phân đó rẻ thôi, chứ không phải là đi theo chuẩn phân của Hiển nha. Nhưng còn ở trên thằng ngọn là đi theo phân chuẩn của Hiển nha, được xả trái rồi làm xanh trái rồi này nọ rồi đó, dày vỏ lớn trái dày vỏ xanh vỏ đồ ha, thì nó ok nha, trái nó không tiêu nha. Quan sát đây mình nè, đây khán giả thấy này, cái nhãn giống như nhãn Hiển không nè ha, là cái nhãn nó tròn vậy nè, thì cái nhãn nó mới lớn nè, còn cái nhãn hơi méo méo nó không có lớn nữa nha, nó méo méo là do cái tình trạng là cái lưới trái của nó không đều, rồi thành ra là nó sẽ có nhiều cái câu chuyện mà làm cho trái nhãn nó sẽ không có lớn trái ha. Này là trái không, là gần như là nó đẹp hoàn hảo các bạn nha, 4 tháng mấy rồi, hiện tại bây giờ cái trái bằng ngón tay trái nha, cái trái này thì nó gần được 20 rồi nha. Thì như vậy là theo khả năng này đánh nữa thì trong thời gian tới là nó sẽ lên tới khoảng thì 30 hoặc 31 nè, đẹp rồi. Thì cái cây như thế này nè, nó mang tầm là 100 ký trái thì Hiển sẽ gãy là 1 ký 2 nha, 100 1 ký để nuôi trái, còn 200 gram để nuôi cây nha, cho cây nó sung mãn. Cái này mới xịt đổ côn trùng của tôi không Khánh? Đã xịt. Cái này thứ hai nữa là cái này là có dùng canxi đạm nha, canxi đạm bột trung vi lượng, cái phần còn lại nữa là dùng tới cái chất đuổi côn trùng của Hiển nữa ha. Thì cái trái nó màu gì các bạn ơi, nha, vỏ rất dày nha. Đi con, đi về đây coi vườn này luôn, mất mát ha. Ủa mà hỏi thấy vườn mốc thì sao, banh này vườn mốc hả anh? Ủa thấy vườn nhãn con Khánh không, mẹ chặt bắp mẹ gầu đi chứ ơi, trồng nhãn quá. Các bà này đi rồi qua đến vườn có cái này luôn. Đầu vô mình quay lên cái này bạch. Đợt này nhắm theo Khánh đánh được bao nhiêu tấn Khánh? 4 tấn rồi. Nổi không? Được. 4 tấn chim tốt mà nổi. Mày hơn Khánh ơi. Cái này mà Khánh chịu lúc nuôi trái mà chịu chở phân á, tôi gửi từ xe từ Châu về cho. Thôi đừng mua phân này nữa, con này nữa xà nấy quá rồi. Để Tô Châu gì khó chở chiến hai chiến nữa mà cần thu hoạch á, mày đánh cho nó dày cơm cho nó nặng sát á. Rồi sau đó rồi thôi vậy đi, cái này đến cái này được rồi. Ông nhiêu cây?